Xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong ngày và trên thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 4 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, mưa lớn liên tục ở miền Nam Trung Quốc gây ra lũ lụt tràn lan ở sông Trường Giang và sông Hoài. Ngày 28 tháng 7, đỉnh lũ số 1 của sông Trường Giang đã tràn vào khu vực hồ chứa Tam Hiệp với tốc độ dòng chảy 60.000 m khối trên giây. Chính quyền đã xả lũ với lưu lượng chảy 38.000 m khối trên giây. Đập Vương Gia Bá ở An Huy cũng mở cửa xả lũ khiến hơn 200.000 dân phải bỏ nhà sơ tán. Tính tổng, tại 27 tỉnh phía Nam, có hơn 50 triệu người dân bị ảnh hưởng của lũ lụt. Vào ngày 26 tháng 7, mực nước của sông Trường Giang và sông Hoài Hà tiếp tục dâng cao. Đỉnh lũ số 1 năm nay của sông Trường Giang hình thành ở thượng lưu sau khi đi qua Trùng Khánh đã đổ vào Tam Hiệp, khiến tốc độ nước chảy vào từ 38.000 m khối trên giây lên 60.000 m khối trên giây và lưu lượng xả lũ vẫn giữ 38.000 m khối trên giây. Vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 7, mực nước của hồ chứa Tam Hiệp tăng lên 162,45m. Người dân ở An Huy, Giang Tô và những nơi khác nằm trong khu vực hạ lưu của sông Trường Giang buộc phải sơ tán. Hiện tại, mực nước ở trung và hạ lưu sông Trường Giang phía bên dưới Thạch Đầu, tỉnh Hồ Bắc, Hồ Bà Dương và Hồ Động Đình tiếp tục vượt quá mức cảnh báo. Trong đó, Hồ Liên Hoa và Hồ Động Đình, Thành Lang Kỳ nằm trên dòng chính của sông Trường Giang đã vượt qua mức nước đảm bảo. Các khu vực dọc đập Vương Gia Bá của sông Hoài Hà vẫn vượt mức nước cảnh báo. Theo tờ tin tức Bắc Kinh đưa tin, bắt đầu từ ngày 29 tháng 7, vành đai mưa sẽ di chuyển về phía Bắc và mưa lớn sẽ xảy ra ở các khu vực Hoàng Hoài, Bắc Trung Quốc và Đông Bắc. Lũ lụt có thể xảy ra ở các sông Hải Hà, Hoàng Hà và Tùng Liêu. Dữ liệu chính cho thấy, kể từ mùa lũ đã bắt đầu vào ngày 1 tháng 7, lũ lụt đã gây thiệt hại tới 54.811 triệu người ở 27 tỉnh và khu vực bao gồm Giang Tây, An Huy và Hồ Bắc. 158 người thiệt mạng hoặc mất tích, 3,76 triệu người phải sơ tán khẩn cấp, 41.000 ngôi nhà bị sập, diện tích đất canh tác bị ảnh hưởng là 5,28 triệu hectare. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 144,43 tỷ nhân dân tệ. Thiệt hại kinh tế trực tiếp từ lũ lụt và hạn hán đầu năm nay so với trung bình cùng kỳ trong 5 năm qua đã tăng 13,8%. Tuy nhiên, vì Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn che giấu thông tin thật của các thiên tai, nên ngoại giới nghi ngờ rằng số liệu thiệt hại thực sự có thể cao hơn nhiều so với dữ liệu chính thức. Vào ngày 27 tháng 7, trận lũ số 1 của sông Trường Giang trong năm nay đã hình thành ở thượng nguồn, ước tính lưu lượng nước chảy tối đa vào hồ chứa Tam Hiệp là khoảng 70.000 m khối trên giây. Đây sẽ trở thành lưu lượng chảy lớn nhất trong mùa lũ năm nay. Hiện tại, đập Tam Hiệp đã mở 8 cửa xả lũ, lưu lượng xả đạt 44.200 m khối trên giây. Đỉnh lũ số 1 năm nay chỉ vừa mới đi qua đập Tam Hiệp ngày 26 tháng 6, mà đỉnh lũ số 2 đã hình thành ngày hôm sau. Dự kiến trong năm nay, hồ chứa Tam Hiệp tích trữ lưu lượng lũ chảy vào lớn nhất, với tốc độ dòng chảy lên tới 70.000 m khối trên giây. Để đảm bảo an toàn cho con đập lớn nhất thế giới, Ban điều hành đập Tam Hiệp đã cho mở 8 cửa xả lũ với lưu lượng xả 44.200 m khối trên giây. Đỉnh lũ số 1 đã lên tới Trùng Khánh. Mực nước sông Trường Giang ở trạm Thốn Than, thành phố Trùng Khánh mới hạ ngày 26 tháng 7, thì ngày 27 tháng 7 lại tăng lên 2m. Theo truyền thông Trung Quốc, các nhánh sông như sông Mân Giang, Đà Giang và Gia Lăng ở thượng nguồn sông Trường Giang xảy ra hiện tượng vượt mức cảnh báo lũ do lượng mưa lớn trên diện rộng trong thời gian gần đây. Vào lúc 14 giờ ngày 27 tháng 7, lưu lượng nước tại nhánh sông chính của thượng lưu tại trạm Thốn Than đã tăng lên 50.400 m khối trên giây. Do đó, đã có thông báo về việc đỉnh lũ số 1 của sông Trường Giang trong năm nay đã hình thành ở thượng nguồn sông. Một đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy, trong ngày 26 tháng 7, để ứng phó với đỉnh lũ số 1 đi qua, đập Tam Hiệp đã mở 8 cửa xả lũ, lưu lượng xả đạt 42.400 m khối trên giây. Vào sáng ngày 27 tháng 7, đập Tam Hiệp đã mở 7 cửa xả lũ. Hiện tại, đập Tam Hiệp tiếp tục mở 8 cửa xả lũ, lưu lượng xả 44.200 m khối trên giây. Thông tin cho biết, một vòng đỉnh lũ mới từ sông Gia Lăng sẽ đến từ Khí Khẩu thuộc thành phố Trùng Khánh vào ngày 28 tháng 7 và các đỉnh lũ trên sông Trường Giang sẽ đến đập Thái Viên, thành phố Trùng Khánh vào ngày 29 tháng 7. Tình hình thiên tai ở thành đô trên thượng nguồn sông Trường Giang rất đáng lo ngại. Thị trấn Cổ ở quận Kim Đường và thành đô đã yêu cầu tất cả ngư dân ở nơi cư trú thấp dưới 3 tầng lầu phải sơ tán. Các khu vực tầng 1 đã bị ngập hoàn toàn, chứng kiến thảm họa lũ lụt ở Tứ Xuyên trên thượng nguồn sông Trường Giang. Có thể hình dung áp lực dùng mình đối với Trùng Khánh và đập Tam Hiệp trong vài ngày tới. Thưa quý vị, từ tháng 6 năm nay, lũ lụt hạn hán do nắng nóng liên tục tấn công các tỉnh thành Trung Quốc từ miền Nam tới miền Bắc. Trùng Khánh hứng chịu trận lụt lớn nhất trong 83 năm. Cùng với mưa lớn liên tục với những nguy hiểm tiềm ẩn rình rập,
đập Tam Hiệp có thể phải đối mặt với một thử thách lớn nhất trong lịch sử khiến dư luận chú ý. Các chuyên gia chỉ ra rằng công trình Tam Hiệp là một quả bom hẹn giờ do cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân cưỡng ép người Trung Quốc chôn xuống. Cựu thư ký của Mao Trạch Đông, ông Lý Nhuệ và chuyên gia thủy lợi nổi tiếng Hoàng Vạn Lý đã kiên quyết phản đối việc xây dựng này. Ông Vương Duy Lạc mô tả công trình Tam Hiệp như một thùng thuốc súng mà chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng hết sức để kìm hãm. Nhưng nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Mối đe dọa của công trình Tam Hiệp đối với an ninh quốc gia của Trung Quốc vượt xa so với vũ khí hạt nhân. Và công trình Tam Hiệp chính là một quả bom hẹn giờ do Giang Trạch Dân chôn xuống Trung Quốc. Khi quả bom hẹn giờ này phát nổ là ngày người dân Trung Quốc phải hứng chịu hậu quả. Một khi đập Tam Hiệp bị vỡ, hơn 600 triệu người ở hạ nguồn sẽ lâm vào tình trạng tuyệt vọng. Tại miền Nam Trung Quốc cũng đã phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng trong những ngày qua. Mực nước của 84 con sông ở 15 tỉnh và thành phố đã vượt mức cảnh báo. Mực nước của đập Tam Hiệp đã vượt ngưỡng kiểm soát lũ 2,24m. Ông Hoàng Vạn Lý mới đây đã nhắc nhở người dân Trung Quốc hãy đặc biệt quan tâm đến lối thoát hiểm và chuẩn bị hành trang thoát hiểm bất cứ lúc nào. Con gái của ông Hoàng Vạn Lý là bà Hoàng Tiêu Lộ cũng đã cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn gần đây với đài tiếng nói VOA rằng lũ lụt ở miền Nam là thiên nga đen và áp lực kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp là tê giác xám có thể đưa thảm họa lên đỉnh điểm. Vâng thưa quý vị, mưa lũ, nắng nóng gây hạn hán bao ngày chưa qua. Thì ngày 3 tháng 8, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc CENC cho biết một trận động đất có cường độ 6,8 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lô Định, châu tự trị Cam Tư, tỉnh Từ Xuyên vào lúc 12h52 trưa ngày 1 tháng 8. Tâm chấn nằm ở 29,59 độ Vĩ Bắc và 102,08 độ Kinh Đông với tiêu cự sâu 16 km. Tính tới 6h17 phút tối theo giờ địa phương, ghi nhận ít nhất 21 người thiệt mạng. Theo danh mục báo cáo vắn tắt, trong bán kính 200 km tính từ tâm chấn trên. Trong 5 năm qua, khu vực này đã xảy ra 79 trận động đất có cường độ từ 3 độ Richter trở lên. Trận động đất vào trưa ngày 3 tháng 8 lớn nhất với tâm chấn cách huyện Lô Định 39 km, cách thành phố Khang Định 47 km, cách huyện Thạch Miên 48 km, cách huyện Hán Nguyên 62 km, cách huyện Huỳnh Kinh 78 km, cách châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư 52 km và cách thành phố Thành Đô 226 km. Theo tờ Hoàn Cầu, tâm chấn của trận động đất 6,8 độ Richter xảy ra vào ngày 3 tháng 8 ở Tứ Xuyên là công viên rừng Sông Băng, Hải Loa Câu, trong phạm vi bán kính 20 km, tính từ tâm chấn có các thị trấn Đắc Thả, Ma Tây và Hòa Yên Tử. Hãng thông tấn CCTV đưa tin, chủ một nhà hàng địa phương ở Lô Định cho biết, khi xảy ra động đất, ông đang ở tầng 1 của cửa hàng. Sau khi cảm thấy rung lắc, ông lập tức chạy ra khỏi nhà và nghe tiếng lách cách. Một cư dân khác cho biết ông sống ở tầng 21, lúc đó ông cảm nhận rõ ràng cả tòa nhà đang rung chuyển. Ông sợ tới mức tim đập thình thịch. Giới chức huyện Lô Định thông báo với giới truyền thông rằng hiện đang thu thập tình hình trong khu vực. Theo Japan News, trận động đất này có phạm vi rộng lớn và cường độ cao. Các khu vực cảm nhận được chủ yếu tập trung ở tỉnh Tứ Xuyên. Ngoài ra, các thành phố Trùng Khánh, tỉnh Thiểm Tây, tỉnh Vân Nam, tỉnh Tứ Châu cũng báo cáo cảm nhận được dư chấn. Cư dân mạng cho biết gần tâm chấn có các tòa nhà bị hư hại, tường bị nứt và đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. Một cư dân ở huyện Lô Định cũng nói với Jimun News rằng khi trận động đất xảy ra, ông đang làm xét nghiệm PCR ở quảng trường và cảm thấy rung chuyển mạnh trong thời gian ngắn. Có nhiều người đã chạy đến quảng trường để tránh động đất. Cư dân mạng ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh cũng cho biết cảm nhận được dư chấn rất mạnh. Theo hãng tin Caixin, Văn phòng Chỉ huy Phòng chống và Cứu trợ Động đất cùng Bộ Quản lý Ứng phó Khẩn cấp của Quốc vụ viện Trung Quốc đã khởi động cơ chế ứng phó khẩn cấp động đất quốc gia cấp độ 3. Đồng thời, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia Trung Quốc đã phát động cứu trợ thiên tai quốc gia cấp độ 4. Theo tin tức mới nhất từ CCTV, trận động đất này đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Sau Lô Đức, một địa phương khác ở tỉnh Tứ Xuyên là huyện Thạch Miên cũng xảy ra hai trận động đất. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, chỉ 4 phút sau trận động đất 6,8 độ Richter ở huyện Lô Định và lúc 12h56 phút trưa ngày 1 tháng 8, một trận động đất 4,2 độ Richter đã xảy ra ở huyện Thạch Miên. Tâm chấn nằm ở 29,4 độ Vĩ Bắc, 102,17 độ Kinh Đông, tiêu cự sâu 15 km. Tới 1h10 phút chiều cùng ngày, Thạch Miên lại xuất hiện một trận động đất khác có cường độ 2,9 độ Richter, tâm chấn ở 29,46 độ Vĩ Bắc, 102,14 độ Kinh Đông, với độ sâu tiêu cự là 10 km. Theo thông tin công khai, huyện Lô Định thuộc châu tự trị Cam Tư ở tỉnh Tứ Xuyên, nằm trong khu vực chuyển tiếp giữa cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng và Bồn Địa Tứ Xuyên. Huyện Lô Định có diện tích 2.165 km2, có 4 thị trấn và 8 xã trực thuộc. Dân số ghi nhận năm nay là khoảng 95.000 người. Các nhà nghiên cứu địa chất cho biết dự báo động đất sau hạn hán rất ứng nghiệm. Mới đây, thuyết động đất sau hạn hán lại một lần nữa trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên Weibo, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc.
thuyết động đất sau hạn hán do nhà địa chất học người Trung Quốc Cảnh Khánh Quốc đưa ra. Ông cho rằng có một mối quan hệ nhất định giữa động đất và hạn hán. Trong quá trình hình thành phôi động đất sẽ xuất hiện hiệu ứng khí tượng và thường được biểu hiện thông qua một loạt các kiểu thời tiết cực đoan. Nhà địa chất Trung Quốc đã tìm ra quy luật hạn hán, động đất, dự đoán chính xác hai trận động đất lớn năm 1975 và 1976 xảy ra ở nước này. Tờ The Paper của Trung Quốc đã đưa tin về thuyết trên, nhưng cuối cùng kết luận rằng cho đến nay các nhà khoa học chưa phát hiện bất kỳ tín hiệu cố định nào trước khi xảy ra một trận động đất lớn. Tuy vậy, lịch sử cận đại Trung Quốc đã ghi nhận ít nhất 5 trận động đất lớn có cường độ trên 7,0 độ Richter xảy ra ở các vùng mà trước đó bị hạn hán nặng. Trung Quốc đang trải qua đợt nắng nóng và hạn hán kỷ lục và Tứ Xuyên là một tỉnh trong số đó. Bộ Thủy lợi Trung Quốc thông báo tính từ đầu năm nay đến ngày 27 tháng 7, hạn hán đã gây ảnh hưởng tới 66,32 triệu hecta đất canh tác và 4,99 triệu dân ở 10 tỉnh thành thuộc lưu vực sông Trường Giang, còn gọi là sông Dương Tử, bao gồm Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Giang Tây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.